Chú Đại Bi tại tất cả mọi nơi, tất cả mọi thời đều có thể tụng trì. Tóm lại đi đứng nằm ngồi đều có thể trì tụng. Khi tụng chú Lăng Nghiêm thì tốt nhất là tụng trì vào 4 giờ sáng sớm, vì hư không thanh tịnh hay hoạch được cảm ứng. Lúc đó trên không các thần thánh đi qua chỗ đó, một khi nghe tiếng của chú thì liền chấp tay đứng hầu niệm chú xong rồi mới có thể hành động. Đây là chứng minh công đức của việc tụng chú, cho nên tụng trì lời chú phải cung kính vạn phần, trịnh trọng để tụng, không thể cầu thả, phô diễn sự việc. Nơi tụng chú tốt nhất là chánh điện, nơi thờ Phật, nơi yên tĩnh cũng được, nhưng phải là nơi trang nghiêm thanh tịnh. Có trăm vạn ước Bồ Tát Sở Phát Tâm, hốt nhiên thấy tòa sư tử, càng tăng thêm tăng trưởng tất cả trí tâm. Trăm vạn ước Bồ Tát trị địa, tâm thanh tịnh hoan hỷ. Trăm vạn ước Bồ Tát tu hành, ngộ hiểu thanh tịnh. Trăm vạn ước Bồ Tát sinh quý trụ, trụ thắng trí lạc. Trăm vạn ước Bồ Tát phương tiện đầy đủ, khỏi hạnh đại thừa. Trăm vạn ước Bồ Tát chánh tâm trụ, xin tu tất cả đạo Bồ Tát. Trăm vạn ước Bồ Tát bất thoái, tịnh tu tất cả bậc Bồ Tát. Trăm vạn ước Bồ Tát đồng chân, hiểu tất cả tác muội quang minh của Bồ Tát. Trăm vạn ước Bồ Tát pháp vương tử, vào cảnh giới chư Phật không thể nghĩ bàn. Trăm vạn ước Bồ Tát quán đảnh, hiện được thập lực của vô lượng Như Lai. Có trăm vạn ước Bồ Tát Sở Phát Tâm, hốt nhiên nhìn thấy được tòa sư tử, càng tăng trưởng thêm tất cả tâm trí huệ. Đó là giảm bớt vô minh, chẳng có điên đảo vọng tưởng. Lại có trăm vạn ước Bồ Tát trị địa trụ, chẳng có điên đảo, chẳng có vọng tưởng, đã đắc được thanh tịnh. Vì trong ngoài thân tâm đều thanh tịnh, cho nên sinh đại hoan hỷ. Lại có trăm vạn ước Bồ Tát tu hành trụ, tâm thanh tịnh hoan hỷ rồi, bèn khai ngộ đắc được đại giải thoát, chẳng còn tất cả mọi phiền não. Đây là ngộ hiểu thanh tịnh. Lại có trăm vạn ước Bồ Tát sinh quý trụ, chỗ nơi thắng trí là phát tâm đại bồ đề, dũng mãnh tinh tấn, chẳng thoái lùi trí nguyện đã phát, thời thời sinh tâm hoan hỷ vui mừng, chẳng có tâm lo ngộ hiểu thanh tịnh. Lại có trăm vạn ước Bồ Tát sinh quý trụ, chỗ nơi thắng trí lạc phát tâm đại bồ đề, dũng mãnh tinh tấn, chẳng thoái lùi trí nguyện đã phát, thời thời sinh tâm hoan hỷ vui mừng, chẳng có tâm lo sầu. Lại có trăm vạn ước Bồ Tát phương tiện cụ túc trụ, các ngài thuở xưa tuy nhiên phát tâm bồ đề, nhưng đối với trí nguyện đại thừa vẫn không kiên cố. Khi đắc được bậc này rồi thì bèn sinh khỏi hạnh môn tu hành đại thừa. Lại có trăm vạn ước Bồ Tát chánh tâm trụ, siêng năng tinh tấn tu hành tất cả hạnh môn của Bồ Tát. Lại có trăm vạn ước Bồ Tát bất thoái trụ, thành tịnh tu hành hạnh môn của thập địa Bồ Tát tu. Bất thối tức là ba bất thối: một, vị bất thối chẳng thối lùi về bậc nhị thừa; hai, niệm bất thối chẳng thối lùi hạnh môn của Bồ Tát tu; ba, hạnh bất thối tu hành Bồ Tát đạo chẳng thối lùi. Lại có trăm vạn ước Bồ Tát đồng chân trụ, đắc được chánh định chánh thọ và trí huệ quang minh của tất cả Bồ Tát. Lại có trăm vạn ước Bồ Tát pháp vương tử trụ, các ngài tuy nhiên chưa chứng được quả vị Phật, nhưng đều vào được cảnh giới không thể nghĩ bàn của chư Phật, tức cũng là có thần thông diệu dụng của chư Phật. Lại có trăm vạn ước Bồ Tát quán đảnh trụ, các ngài biến hóa tọa tầm như ý mà hiện ra thập lực trí huệ và thần thông của Phật. Trăm vạn ước Bồ Tát được thần thông tự tại, trăm vạn ước Bồ Tát sinh ra sự hiểu biết thanh tịnh, trăm vạn ước Bồ Tát tâm sinh ưa thích, trăm vạn ước Bồ Tát tin sâu chẳng hoại, trăm vạn ước Bồ Tát thế lực rộng lớn, trăm vạn ước Bồ Tát tiếng đồn tăng trưởng, trăm vạn ước Bồ Tát diễn nói pháp nghĩa, khiến cho trí huệ quyết định, trăm vạn ước Bồ Tát chánh niệm chẳng loạn, trăm vạn ước Bồ Tát sinh trí huệ quyết định, trăm vạn ước Bồ Tát được xước nghe thọ trì tất cả Phật pháp, trăm vạn ước Bồ Tát sinh ra vô lượng giác ngộ hiểu biết rộng lớn, trăm vạn ước Bồ Tát an trụ tín căn. Có trăm vạn ước Bồ Tát đắc được thần thông tự tại, không cần tác ý và quan sát, lập tức biết nhân duyên của tất cả cảnh giới,